Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung đã tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân được giao đất sản xuất tại nông trường 30 tháng 4 cũ, xã An Thạnh Nam, theo phương án số 2. Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã đến dự. Cùng dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Cù Lao Dung và xã An Thạnh Nam. Sau khi nông trường 30 tháng 4 giải thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung quản lý khai thác đất tại nông trường, trong đó có nội dung giao đất sản xuất cho các hộ dân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo phương án số 02 của Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban Nhân dân huyện bố trí 130 ha đất để giao đất sản xuất nông nghiệp cho 147 hộ dân đã được Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Nam bình xét đủ điều kiện, đúng đối tượng theo phương án. Kết quả đã giao đất cho 44 hộ với tổng diện tích 21,464 ha. Thực hiện kế hoạch số 135 và công văn số 1552, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Nam ra soát lại các nội dung công việc. Qua đó còn 103 trên 147 hộ đã được bình xét đủ điều kiện năm 2008 mà chưa được giao đất sản xuất, trong đó có 20 hộ hiện không còn ở địa phương. Được sự chấp thuận của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Cù Lao Dung tiến hành giao đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho 24 hộ trong tổng số 83 hộ tại vị trí vuông 22 với diện tích 12,89 ha. Đối với 59 hộ còn lại, huyện sẽ hoàn thành các thủ tục và giao đất đợt tiếp theo đảm bảo về tiêu chí quy trình theo quy định. Để sớm hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong thời gian tới, thay mặt Ủy ban dân huyện, tôi xin có một số ý kiến như sau. Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường, tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban dân xã Thạnh Nam khẩn trương hoàn thành các thủ tục để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 59 hộ còn lại. Đối với Thanh tra huyện, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các ngành có liên quan, tham mưu Ủy ban dân huyện xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến nông trường 30 tháng 4 cũ và giao đất sản xuất. Đối với Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Nam, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Đảng, nhà nước về đất đai, có giải pháp mô hình hỗ trợ nông dân tăng gia sản xuất, nhất là những hộ mới được giao đất sản xuất. Phấn khởi vui mừng là cảm xúc chung của 24 hộ dân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hôm nay. Phấn khởi vì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và vui vì từ hôm nay họ đã có thể an tâm sản xuất để ổn định cuộc sống vươn lên trên chính mảnh đất quê hương. Trước tiên chúng tôi rất vui mừng, trân trọng và cảm ơn các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện, tới xã đã rất quan tâm, lo lắng và hiểu được sự khó khăn của người dân chúng tôi trong thời gian qua, và ngày hôm nay là bà con chúng tôi có mặt tại đây được các cấp lãnh đạo tận tay giao cho chúng tôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sản xuất ổn định cuộc sống. Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy ông Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, giao đất là việc làm rất ý nghĩa và phù hợp với chủ trương quan điểm của Đảng và nhà nước. Mong muốn sau buổi giao đất này, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định, sớm giao đất cho các hộ dân còn lại theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để bà con an tâm sản xuất. Với cái trách nhiệm được giao thì đề nghị là huyện Cù Lao Dung, các đồng chí thực hiện các quy trình thủ tục đúng theo quy định của pháp luật, chặt chẽ, thận trọng, thấu tình đạt lý để tiếp tục giao số đất còn lại cho bà con. Đối với bà con được giao đất ngày hôm nay và những hộ đã được nhà nước giao đất trước đó là 44 hộ, thì chúng tôi rất mong bà con tiếp tục khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả phần đất đã được giao. Và cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng nói chung và huyện Cù Lao Dung ngày càng giàu đẹp. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư huyện ủy Cù Lao Dung cho biết,
thời gian tới sẽ sớm thực hiện phương án để triển khai giao đất cho các hộ dân còn lại, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa huyện nhà ngày càng phát triển. Cũng nhân hội nghị này, cũng mong bà con về có cái chăm lo cuộc sống, thì cũng có thông tin lại cho những bà con đang được xét và đang được làm thủ tục, sẽ có cái thủ tục đảm bảo cấp những cái đợt tiếp theo đúng quy định, bà con an tâm để sản xuất và phối hợp, hợp tác với địa phương để làm tốt công tác của mình. Và từ đó thì tạo được sự đồng thuận của bà con cũng như của đảng, chính quyền, thì chúng ta sẽ sớm có cái cuộc sống ổn định và phát triển, góp phần đưa nhà không ngừng phát triển đi lên để cùng nhau chăm lo cho bà con trong tương lai.